là vui mừng, bởi vì một năm rồi không được hoạt động cái gì cả, không được lên phố đi bộ hàng tuần để chơi nhạc, để phục vụ bà con. Hôm nay được ngồi đây được biểu diễn để rất đông khán giả đi qua, đi xem chúng tôi biểu diễn, vui sướng lắm, chẳng có cái gì tả nổi cả. Và hôm nay được quay trở lại được cái đường phố đi bộ này, tôi cảm thấy Hà Nội sống lại tất cả những ngày vui vẻ và sầm uất và rất là phấn khởi. Vui và cảm thấy mình như sống lại những cái thời kỳ mà chưa có dịch, nó vực lại những cái ngày vừa qua, Hà Nội rất là trầm lắng. Trong cái phố đi bộ thế này, chú đã cảm thấy là cũng đã được trở lại đến hơn 80% rồi. Mình vẫn phải đề phòng chứ, bởi vì dịch bệnh hiện nay là chưa phải là hết hẳn. Nó vẫn còn đang trong cái tình trạng diễn biến phức tạp, cho nên là ta phải đề phòng, giữ cảnh giác. Mọi người đều chung tay thì nó rồi dần dần dịch bệnh sẽ qua hết. Cái này khử cả.